Xin chào, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Hoài Tu Bin. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì tín ngưỡng thờ cúng tứ phủ là có các hàng quan, tức là ngũ vị tôn quan, hàng chầu, hàng quan hoàng, hàng thánh cô, hàng thánh cậu, thanh xà, bạch xà, cũng như là quan ngũ hổ. Vậy thì quan ngũ hổ là ai và cụ thể gồm những ông nào, quan ngũ hổ hay thờ ở đâu? Thì trong video clip lần này mình sẽ giải đáp tất cả những cái vấn đề này cho các bạn cùng tìm hiểu nhé. Các bạn thân mến, quan ngũ hổ thực chất là một trong những vị quan binh của nhà Thánh. Quan ngũ hổ được thờ ở Hạ Ban bởi vì trong quan niệm dân gian, hổ là vị chúa cai quản rừng núi. Hình tượng của hổ biểu tượng cho sức mạnh thiêng liêng, diệt trừ tám hàng, trấn giữ các phương, là thần linh canh cửa ở các ngôi đền, đem lại sự cân bằng cho ngũ phương trời đất. Ngũ hổ thần quan bao gồm 5 vị với 5 màu sắc khác nhau, xưng danh cấu trúc theo thứ tự: ngũ phương, can, ngũ hành và ngũ sắc. Trong đó, bạch hổ được thờ nhiều nhất tại các điện của các thầy Pháp. Bên trong thờ ngũ sinh ngũ hổ, bên ngoài trấn bạch hổ, ngoài cổng nữa là trấn kim quy. Trong những cái bài đàn nặng âm thì thường là khi bắt đầu vào bài sai ngũ đinh, ngũ hổ sẽ khảo thịnh bạch hổ trước. Quan các bạn thân mến, vậy thì ngũ hổ là gồm những vị nào? Ngũ là 5 rồi đúng không các bạn? Vậy thì ngũ hổ sẽ gồm có 5 vị các bạn nhé. Vị đầu tiên tượng trưng cho hướng đông là thanh hổ thần quan. Vị thứ hai tượng trưng cho hướng nam đó chính là xích hổ thần quan. Vị thứ ba ở trung ương là hoàng hổ thần quan. Vị thứ tư ở tây phương là bạch hổ thần quan. Vị thứ năm là ở bắc phương là hắc hổ thần quan. Như vậy thì các ngài sẽ trấn giữ một phương tuân theo quy định của ngũ hành. Hoàng hổ là màu vàng thuộc hành thổ, ở vị trí chính giữa ứng với trung ương chính điện. Thanh hổ là màu xanh thuộc hành mộc, ứng với hướng đông. Bạch hổ màu trắng thuộc hành kim, ứng với hướng tây. Xích hổ màu đỏ, ứng với mệnh hỏa, tương ứng ở phương nam. Còn hắc hổ là màu xám đen, hành thủy, ứng với phương bắc. Hình tượng ngũ hổ không chỉ là tượng trưng cho ngũ hành với mối quan hệ tương sinh tương khắc trong vũ trụ, mà còn thể hiện quyền uy của mỗi một vị thần trong phép nhà thánh. Trong đó, hoàng hổ tướng quân giữ vai trò là trưởng trung cung, có nhiều quyền phép trấn giữ điều lệnh các phương. Ông là vị chúa cao nhất, thâu tóm mọi uy quyền và quyết định âm phù dương trợ cho dân gian. Và các bạn thân mến, cũng có về sự tích của họ vị ngũ hổ này. Sự tích thờ thần ngũ hổ còn lưu truyền chủ yếu là ở các vùng phía trung của nước ta, ở những cái vùng Thanh Nghệ Tĩnh ngày nay. Và vào thời vua An Diêm Vương, người Việt chúng ta còn đóng khố, cởi trần và định cư ở vùng đồng bằng và trung du làm nghề nông và săn bắn. Ở một làng lọ có một ông lão nhà nghèo, quanh năm vất vả mà vẫn không đủ ăn, không làm được ra nhà ở. Ông phải đi lên rừng đốn nứa, đem về làm bè và dựng thành một cái nều ở trên sông. Ngày ngày tảo tần đơm đó và đưa đò kiếm sống. Và đặc biệt ở cái vùng này có nhiều hổ dữ, chúng thường bắt người để ăn thịt. Và một hôm có một đoàn người lên rừng làm rẫy, gặp 5 con hổ đang ngồi sình trên hòn đá ven đường chờ người đi qua để bắt. Ông lão đang chống chèo trên sông trông thấy nên kêu lớn cho đoàn người quay lại. Nghe tiếng động thì hổ liền đuổi theo và bắt được một người và xé xác ăn thịt. Người xấu số đó lại chính là cha của ông lão chèo đò. Lần khác, ông lão chèo bè đi đỗ đó bên sông, có một con hổ xám chờ ông lão tới gần rồi nhảy xuống bè bắt ông. Nào ngờ bè nứa bị trõi ra và một chân sau của hổ bị kẹp chặt lại.
hổ càng dẫy thì chân lại càng lún sâu xuống và bị cho máu chảy đầm đìa. Hổ đau đớn gầm lên, láo động cả một khu rừng. Muông thú đều hoảng sợ và bỏ chạy toán loạn. Trong khi đó thì ông lão hết sức bình thản, một tay cầm con dao, một tay cầm bó đuốc, đến bên con hổ và nói: "Nhà ngươi dòng dõi trên thượng giới, xuống hạ giới sinh sống, sao nỡ bắt con người để ăn thịt. Ta đã già yếu, xin hiến thân cho ông, và xin từ nay trở đi ông đừng giết hại con người nữa." Nói đoạn thì ông cầm con dao chặt dây lẹp bè cho bung lứa ra và lấy cho thấm dầu hỏa bôi vào vết thương để cầm máu cho con hổ. Hổ cảm kích, hai chân sau quỳ xuống, hai chân trước đứng trầu cảm tạ hồi lâu rồi mới chạy vào trong rừng. Nhưng rồi hổ xám vẫn thường lui tới ven đường, nơi có người qua lại để bắt ăn thịt. Một hôm hổ xám vồ trúng ông lão đang đỗ đó. Khi mà kéo xác lên bờ, nó mới nhận ra ân nhân của mình. Hổ hối hận kêu gào ầm ĩ cả khu rừng. Sáng ngày hôm sau, dân làng đi làm thấy xác ông lão bên đường và nhìn thấy dấu vết là biết bị hổ vồ. Dân làng thương xót, chôn cất tử tế và tôn ông làm thần hổ và tôn ông làm thần thổ địa của làng. Đêm đêm con hổ xám về chầu trước mộ ông, kêu la thảm thiết và cuối cùng gục chết, hóa thành hòn đá ở bên mộ. Và từ đó các loài muôn thú không tới phá hoại, và dân làng làm ăn trúng mùa liên tiếp. Đặc biệt hổ xám được dân làng thờ cúng và tôn là ông hổ, thần hổ, ông 30. Con hổ đá đặt ở các đền chùa miếu mộ đều nằm trong thế quỳ, miệng há rộng là nhắc lại cái sự tích trên. Và các bạn có thể để ý thấy rằng trên các tấm bình phong tại cổng chùa, người ta thường đắp một con hổ đang bước xuống những cái bậc đá gập ghềnh. Với một tư thế đó, hổ biểu hiện cho sức mạnh của thế giới Diêm Vương. Người ta còn thờ ngũ hổ để tượng trưng cho Lam Phương, hoàng thổ ở giữa gọi là Trung Phương, xích hổ là phương Nam, lục hổ phương Đông, bạch hổ phương Tây và hắc hổ là phương Bắc. Tất cả đều mang một ý nghĩa cầu mưa và cầu cho mọi người sinh sôi phát triển. Quan ngũ hổ được thờ ở hạ ban trong đền thờ mẫu. Hình ảnh về những các ngài cũng rất hay xuất hiện trong các tranh thờ, đặc biệt là các bộ tranh dân gian của hàng trống. Ngũ hổ và ông lốt là hàng cuối cùng trong công đồng tứ phủ. Rất ít khi các ngài về ngự đồng vì bóng của các ngài rất là nặng, hiếm thanh đồng nào có đủ khả năng để hầu được. Khi về ngự thì quan hổ vật lộn gầm gừ, khuôn mặt hết sức dữ tợn, tay chân tạo dáng như là thế hổ vồ. Có khi nhai đĩa sành, mắt mở to, trào cả bọt mép để thị uy sức mạnh của mình. Và mình nghĩ rằng chắc chắn rằng là sau cái video clip này là các bạn cũng đã hiểu phần nào về ngũ hổ rồi đúng không nào? Và cái tập tục thờ ngũ hổ là xuất phát như thế nào? Nếu các bạn cảm thấy video thực sự thú vị thì hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau.